Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm cái con tướng mới Salaki này có đáng để chơi không nha các bạn. Rồi, mình mượn được một con Sith 30 full nội thất độc quyền và ấn 60. Tuy nó không có mang cổ vật nhưng mà tầm này cũng là rất ngon rồi các bạn. Ấn 60. Giờ mình sẽ dùng con này, mình sẽ thử bỏ vào team Leo Map thay thế một vài con thông dụng thì xem thử cái tác dụng của nó là như thế nào các bạn nha. Ok, trận này chúng ta có một cái con Illua nè. Tác dụng của nó là sẽ là boost miễn nhiễm cho con Khaza. Thì mình thử dùng cái con tướng này thì nó có cái tác dụng là boost miễn nhiễm không các bạn. Rồi, một chạm ta đi. Rồi, chúng ta cùng coi lại với tốc độ chậm nha. Hình như mình thấy có miễn nhiễm các bạn. Chúng ta cùng xem lại. Miễn nhiễm. Thời gian quá ngắn các bạn ha. Nó có miễn nhiễm đó. Nhưng mà thời gian ngắn quá. Rồi chúng ta cùng xem lại bộ kỹ năng của con Salaki các bạn. Rồi, miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế các bạn. Miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế thôi. Giờ mình sẽ đem vào BVB. Chúng ta đã test BVE thì có vẻ như là nó không thay thế được vị trí của con Elua. Như là con Anna thì nó không thay thế được các bạn. Giờ mình sẽ thử vào BVB xem sao nha. Mình sử dụng con này để mình xúc cái con top 1. Bỏ Melin luôn. Xem thử mình farm được con top 1 không các bạn. Có cảm giác là team mình ra đồn chậm hơn rồi các bạn. Ok, cho Melin vào. Chúng ta cùng xem thử nha. Thử nó có vượt trội như những gì chúng ta đã từng nói không nha các bạn. Và con này có đáng chơi không nha. Cùng lực chiến nha các bạn. Cùng lực chiến mới vào thì nó đứng tăng đối diện với con sư bên kia. Thì có vẻ như là tốc độ bay màu nó khá nhanh các bạn. Ok, coi như thua. Bây giờ mình sẽ thử cho nó đứng phía sau các bạn. Xem thử Salaki chúng ta sẽ làm được gì. Đầu game vô nó boost nè. Boost cho toàn bộ team đều có cái vòng sáng dưới chân các bạn. Ok, trên lực chiến là khá nhiều và có vẻ như là với cái việc trên lực chiến cao như vậy thì con Salaki này nó không có phát huy được vai trò của mình rồi các bạn. Giờ chúng ta cùng xem một team mà lực chiến của team mình cao hơn thì xem như thế nào. Chưởng các bạn, lại chưởng. Đánh tay và chưởng. Boost cái dấu ấn của nó lên kìa. Team này thì con sư mình nó vượt trội quá nên nó sẽ clear hết bên team kia dễ thôi các bạn. Cái nổ của Ensama không mất máu kìa các bạn. Rồi, con Salaki boost thần lực khá là ngon. Boost thần lực, boost khiên. Tuy
Tuy nhiên do tại bên mình đang đang hơn các bạn, đang hơn lật chiến nên nó cũng cũng không nói lên được nhiều điều ha. Bên này team mình tốc cao hơn nè, bằng chứng cho thấy là con Merlin bên mình vô trận mình đã nổ trước. Rồi, gom lại rất đẹp. Insama giật không mất máu. Saraki bật chế độ nổ các bạn. Wow, boost rất là nhiều thứ các bạn, nó dựng thêm khiên nữa kìa. Hồi máu boost chỉ số, dựng thêm khiên nữa. Làm tùm lum thứ luôn các bạn. Sau khi cái con Salaki này được chơi, tức là nó được chơi game một thời gian là nó boost cho team mình gần như là bất khả chiến bại. Bây giờ sau một thời gian ra mắt cũng tương đối lâu rồi, mình sẽ cùng xem cái con Salaki này nó tới đâu rồi các bạn. Cái mức độ phổ biến của nó tới đâu rồi. Ok, mức độ phổ biến của nó hiện tại là cổ vật thì người ta vẫn đang test giữa ba loại cổ vật và nó chưa có được lên top các bạn. Đội hình thì chỉ được sử dụng ở hang thú, quái lửa, một vài người test con này trong boss quái lửa và ở trong hang thú thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn chưa có thông tin nhiều về con tướng này. Do đó thì nếu mà bạn nào đang muốn lên cái con tướng này sớm thì lời khuyên của mình là khoan từ từ các bạn. Rồi, được 3 lần nè. Cái xích 30 con này được 3 lần nè. Và nó chỉ có tác dụng là hồi chiêu 4 giây. Một linh hồn thì mới được hồi chiêu một lần, mới được hồi chiêu một lần. Bởi vậy người ta có thể dùng nó cho vị trí tăng. Nhưng mà bị sốc đam cũng đi các bạn. Đây nè. Rõ ràng là xích 30 nó kích hoạt lên nó được miễn nhiễm một xí các bạn. Đó, nó miễn nhiễm nè. Nhưng mà nó ăn thêm sát thương nữa thì đi. Nó chỉ cái kiểu miễn nhiễm của con này là nó chỉ trừ sát thương tại cái thời điểm đó chứ không phải là miễn nhiễm được bao nhiêu giây. Cái kiểu sát thương này là kiểu nó bị trừ ra sát thương mà bị gọi bị sốc á các bạn. Nó bị không có ăn sát thương sốc á. Chứ không phải là nó có khả năng boost miễn nhiễm cho bản thân nó cùng với đó là đồng minh nha. Nó chỉ không ăn sát thương sốc đam thôi. Còn đồng minh sẽ được chịu sát thương ít hơn thôi các bạn. Sát thương ở với dạng là nó sẽ sát thương ăn dần vô thời gian. Con này thì phù hợp đi PvP đi chung với những team cù nhây thì được các bạn. Ok, và lời khuyên của mình dành cho bạn nào đang muốn lên con Salaki thì chúng ta hãy khôn lên các bạn. Chờ xem một thời gian nữa để xem các chỉ số của nó như thế nào đã. Trước tiên thì chúng ta nếu mà các bạn dư giả tài nguyên thì các bạn cứ xâm lấy một con tướng bậc A rồi các bạn bỏ đó là ok. Còn muốn lên con này full sách vở thì khôn từ từ các bạn nha. Cái con support Nevanthi ngon hơn con này. Nevanthi mình thấy ngon hơn, với lại con support về ánh sáng có thể là ngon hơn Salaki. Con Salaki này chúng ta cứ vẫn phải chờ tiếp các bạn. Chờ tiếp, ok. Khoan hãy đầu tư vào con này. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.